Hello anh em. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của TZ. Ok này. Chơi gì cũng chưa biết nữa. Ngọc Đại Pháp Sư à? Cũng hơi nhớ nhớ hắc ám em ơi. Hay là làm một tí nhỉ? Ê, con nào cũng ngon này. Không, con không ngon nhất là con Violet thôi. Dừng Vio đi. Cho hai tê là ngon. Nhiều thường hai phết ta, nhiều thường hai phết ta. Khỏe, khỏe đét rồi. Nhiều thường hai này khỏe đét rồi. Người ta đã hứa trước đây. Ui, bán ba con Vio vừa đủ luôn này. Đi luôn này. Chúng con Dashi về nhé. Đại con này. Cứng cũng cứng, cũng cứng đấy. Sao đây? Không ai có thương không? Ok, Vio mình chắc là ở đâu con Ayate mình chắc sống mình sáng mai rồi. Ok. Đại chắc đánh hắc ám thôi, làm trận hắc ám nhớ phết. Nhớ lắm rồi, lâu lắm không đánh hắc ám rồi anh em ơi. Nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày. Tại vì đánh hắc ám dạo này bị tranh nhiều quá. Mỗi 13 con nắc thôi mà anh em tranh, tranh đấy tranh để. Tranh đấy tranh để luôn. Bỏ đánh thật sự. Nào cũng tranh ạ. Tranh. Xem anh em đồ gì nhá, ngon lắm thì đánh hắc ám nhé. Ngọc đại à. Tích thánh à. Mẹ bạn này thì không biết. Tuy nhiên gặp lại thì vẫn có thể để trang đánh thú được, đánh đánh pháo thủ cũng được, làm trận pháo thủ ta, Celica pháo thủ ta. À không, mình có thể, mình nghĩ có thể chơi một cái bài đép đép tổng lực cho đến khi nào khoảng cấp 15, xong rồi cấp 15 16 ấy, xong rồi cấp 15 16 sẽ quyết định xem đánh bài gì, xoay bài gì cũng hay. Biết đâu ra có thể pháo thủ khi mình xoay sang 6 pháo cũng thú vị. Nhưng mà hơi khó anh em. Kiểu bây giờ nhá, em muốn xoay sang pháo thủ thì anh em phải có cái khung sẵn đúng không? Nghĩa là một anh em đang phải phân vân giữa cung thủ hoặc là pháo thủ. Thì em mới xoay được sang pháo thủ nếu mà có thể pháo thủ. Đó. Chứ nếu mà khung mà kiểu đồ của hắc ám ấy, thì em sẽ xoay hắc ám thì em sẽ chỉ xoay được giữa hắc ám bán thần, hắc ám trợ thủ với là hắc ám nguyên tố thôi. Chứ xoay từ hắc ám sang pháo thủ chắc là hơi khó. Nó kiểu đang có đồ cho pháo thủ này, đang có đồ cho công thủ này, thì có thể cân nhắc để mà xoay được, nhưng mà ra một cái thẻ pháo không chịu. Còn không thì chịu. Ok, không có bài gì cả, mình sẽ chỉ chơi bằng những con gì mình có thôi. Khả năng là bỏ con hay đấy con này nhỉ. Chúng con Airy uy tín không ta, thêm được cái ninja này nhưng mà nó không đến nỗi tồi lắm, nó không đến nỗi xấu lắm đó. Hai con này đi giữa nguyên tố này. No man không đủ. Trừ mấy trừ khoảng 30% giáp đầu game cũng khá là ok. Hơi yếu nhỉ, đã hơi yếu nhỉ. Ivy không có đồ gì nó. Hơi yếu anh em ơi. Thua cái trận này. Có đồ cho voi này.
Có luôn này. Có luôn này. Con Ari cống hiến thế là mình thấy không hiệu quả là cũng đi được rồi. Thích bạn Ari lắm. À, mình có thể bỏ ba Noman vào nhỉ. Ô không có ba Noman rồi. Thêm một tướng nữa mình bỏ ba Noman vào ok hơn nhé. Ok hơn. Không đau. Ăn đi. Đấy vẫn khá khỏe anh em. Thế bỏ con kia đép khỏe hơn không? Cũng chả khỏe lắm. Cũng khỏe nhỉ. Phản đam. À không phản đam, ôi. Đang tính mất cái chuỗi nhưng mà thế này à. Ừ, thế này à. Cũng được nhưng mà không phải khoái lắm nhỉ. Trợ thủ không hay đánh trợ thủ nhỉ? Nhìn gì cũng muốn đánh anh em ơi, nhìn gì cũng muốn đánh. Dạng hai trợ thủ này. Con rat này cũng muốn cho thêm vào đấy mà con rat 2 mình chơi. Ayate 2T thì đang cầm đồ cho mình rồi, đã bị tín rồi. Lau đi. Mình chọn lau nốt đi. Lau dọn các thứ đi. Đi làm đi. Một bạn để thương nào nó sẽ bắt được con Hayate của mình. Ulti này. Cầm lặng đúng không? Có cầm lặng không? Cụ đen ulti mà phát được không? Chết rồi. Hai tay sấy trước khi nó xịt. Chỗ này em chưa biết đánh gì nhá. Hạ ám không? Ám này một cho thêm được hai là cho voi thôi. Voi thì còn 17 con voi cơ à? 17 con voi là hơi nhiều voi ấy nhỉ. Bảy con voi, ba con Noman nữa. Nhìn 15 con voi rồi. Đủ lên. À sao con này súng dài quá vậy. Có 2T2 gánh phết nhỉ, mình không được 2T2 không sách thánh mà nó cũng gánh được ok thôi. Pharaon này 10. Sau mình thêm một tướng nữa. Noman này 7 8 Tố. Thêm một rat này mà không lên rat 2 thì thêm cũng hơi khó. Rat 2 ngon hơn. Mười hai, mười bốn. Em đánh thì anh trợ thủ hơn đánh voi đúng không? Dạo này mình thấy con voi cảm giác không hot như hồi. Như hồi nào không nhớ tranh voi lắm á. Ui cũng tranh voi mà. Đây rồi, đây rồi. Chết dở rồi anh em ơi, chết dở rồi. Cho con diêu không? Cho con diêu, cho con diêu vào bay bay không? Này á. Beta ơi trợ thủ luôn, bỏ luôn anh em ơi, bỏ luôn anh em ơi. Một AT đi hơi ít đam không? Chết rồi, ai cầm đam cho mình bây giờ? Đang không nghĩ là ai cầm đam cho mình anh em ơi. Giờ rồi. Trông hơi kỳ tí nhỉ? Hơi kỳ không ta? Chắc chắn là ám và phải kẹp voi rồi anh em ơi, trận này sẽ mình sẽ kẹp voi rồi chắc. Không chuẩn, không khác đi đâu được. Chắc chắn là kẹp voi. Mà lúc này khi nhảy hết mấy chục thằng của mình. Sephira hồi máu cho cả lũ được không? Tu len ulti được không? Chết một con đi. Lau ulti đi. Các thứ ulti đi. Còn trợ thủ. Còn nhiều mạng lắm.
cho chân phép nhảy phát nữa, à, xin phép hồi máu phát nữa. Đẹp hay anh em ơi, đẹp hay. Đẹp hay anh em ơi. Ê, nhiều mana quá nhở, y muốn có một con nắc lắm. Ước gì? Ước gì? Em ở đây giờ này. Ước gì? Ước gì? Này bị nhiều mana quá này, con Sephira sẽ ulti một phát luôn này, hơi kỳ. Con ném cho con cái gì khác không? Cho Darcy không? Darcy sẽ gần như ulti ngay này, một phát ulti ngay. Trông hơi kỳ nhỉ anh em, nhưng mà kiểu cứ túm 5 tụm 3 vào thì bắt buộc phải là thế thôi. Theo phản ulti đẹp quá này, một đường thẳng luôn này. Ui, một hàng dọc tập hợp. Một hàng dọc tập hợp à? Alice ulti một phát đi cho nó tập đặng đi. Silence those. Silence those. Darcy một phát nữa này. Lau một phát này. Tu len một phát nữa, thôi được, tu len một phát nữa thôi được. Ok, thôi được. Thế rồi. Cố được hơn. Cần lắm con nắc anh em ơi, cần lắm một con nắc. Cầm 1 tỷ đồ của mình đấy. Do you feel the draft? Speak my true name. I dare you. I dare by a thousand cuts. Do you know? Kỳ kỳ sao em ơi. Chứ nó cứ bị kỳ kỳ sao ấy. Bỏ bản thân đi. Thấy đau không nhỉ? Đang có gì kẹt nấy thôi, không có gì đặc biệt cả. Sợ hữu đam. Ô sao xếp nào ở đây hồi máu mà không. Thì có dấu hiệu gì của hư tổn nhỉ? Bỏ bản thân đi hơi ít đam không? Claw 1 hơi không gánh được. Ô, mày lên 8 sớm, 8 sớm tìm một nắc thôi. Ê, trận này mà không có nắc là mình đi đầu xuống bất đất luôn đấy. Đi đầu bằng xuống đất luôn đấy. Ê, trận này 4 nguyên tố đúng không? Rồng là thêm con hắc ám là thêm một đồ cho rồng, một đồ cho diêu, một cái này cho rồng đi. Ok, một voi nhìn lên đây tạo này. Thử là cái này đã này. Ok, skill ra diêu ulti này. Rồng mình chưa có truy hồn đúng không? Diêu tìm một phát nữa đúng không? Đòi hỏi thế là quá nhiều à? Rồng thổi một phát đi. Azenka ulti một phát đi. Chết! Chết luôn! Azenka ulti một phát. Gì mất thời gian quá vậy, lại hòa cờ rồi. Cần nắc cơ anh em ơi, cần con nắc cơ. Cần vội, sống vội anh em ơi, sống vội. Vội lắm rồi. Sống vội lắm rồi. Ê thật, chỉ cần đúng con nắc thôi đấy. Không cần, chẳng cần một ai nữa luôn ấy. Bất kể ai cũng dư thừa. Anh em ơi. Đang ném đổ thêm cho Azenka đi, Azenka. Trời ơi. Trời ơi, như thế này rồi. Như đặt vào chân rồi. Như là đặt vào chân rồi. Trời ơi. Bán thần luôn, sợ quái gì mà không chơi bán thần mong. Ê, bình tĩnh nào, cái này cho con ca tạo. Nhầm. Sự nhầm lẫn tai hại thôi. Không thấy bạn ấy đâu luôn.
Thấy cái bạn đáng yêu kia đâu rồi? Cái bạn đáng yêu kia đâu rồi? Này thằng con rồng mình không cần ngọc đại này, bạn thì cho con khác được này. Azenka cũng được. Má không nhìn vào này đấy. Sư nhầm đã tay hại. Trông nhìn team mấy bạn team em kia lực điền quá vậy, sao còn bốn con nắc vậy? Đấy thấy không? Thề anh em làm sao ấy? Mình đánh đúng quy trình dã man mà anh em cứ tranh tranh được tướng từ không biết tranh kiểu gì luôn. Hát điên thật mà. Không hiểu anh em tranh kiểu gì luôn ấy. Thật sự luôn. Đồ khỏe không? Đồ khỏe đúng không? Đến bây giờ tôi vẫn không biết câu chuyện nó là như thế nào luôn. Cay mà. Em thấy mình tranh hết cỡ không? Tranh nó cứ phải gọi là ác liệt đấy chứ. Ê thề một con nắp một thôi là được ấy. Con đại phát tới con rồng hai. Thề mình tranh phải gọi là ác liệt luôn ý. Ác liệt luôn mà. Này có là lu này. Em thấy mình tranh ác liệt không? Không ác liệt thì lại xin hộ luôn. Cái gì này? Cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái gì xảy ra nhỉ? Một đại pháp sư. Tranh một phát nữa. Khó hiểu. Thật là khó hiểu mà. Thử một phát này đi. Làm thử một phát này đi. Thêm bỏ đi hơi tiếc nhỉ. Không bỏ. Nhưng mà không ra con nắc là mình phải chuyển sang bán thần thật đấy. 6 con. Zenka đi đi ulti một phát được không? Trời ơi, chôn nó luôn, tuyệt vời anh em ơi, 10 điểm. Thôi cũng chả làm gì được. Hôm qua mình cũng đi chậm nhỉ. Con cát này cũng cùng chiến này, quên mất cho nó cùng chiến nữa này mới uy tín này. Cát nhảy. Rồi chứ, tích sự gì luôn. Phế mà cho cùng chiến vào cho nó ấy. Keo này bắn điên đấy nhỉ. Trừ tí máu bạn kia. Ê nhưng mà mọi mọi sự nỗ lực đều không có đủ hắc ám đúng không? Không đủ hắc ám đúng không? Thế thì tiêu thế này à? Ô chết bà không có bán thân à? Ô bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh các bạn ơi, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Ôi trời ơi, dứt cái đầu quá, dứt cái đầu quá. Để mình tìm con lau lại đã này. Ôi trời ơi, giật cái đầu quá. Quên mất được bán sử con lau rồi, không không tìm thấy con lau đâu. Má ghét ghê. Ghét ghê. Tố mà bây giờ con cát là một này. Hai con hắc ám là hai này. Bỏ con grab đi này. Ba bán thần, bốn nguyên tố. Kiếm đồ làm tướng ấy. Đừng đùa nhá, đừng đùa nhá. Bản lĩnh bán luôn nguyên tố anh em ơi. Bản lĩnh bây giờ là bán luôn nguyên tố này. Đúng không? Đúng không ạ? Cái này đúng không? Cần thì cho thêm một con cát vào nữa thay. Đúng không? Ương này. Ương thêm một con. Nhầm. Bây giờ nhá, không có truy hồn nhưng mà cái này sẽ cho con Illu này. Này cho con Illu này, con rồng thì kiếm thêm một con bán thần nữa là uy tín rồi. Thường thì sẽ cho con một trong con cát hoặc hai thêm cũng được. Này Illu này cần cái chi hồn nữa anh em ơi. Bản lĩnh bán nguyên tố đi, cũng bản lĩnh đấy rồi, cũng bản lĩnh luôn, sống vội luôn anh em ơi. Ê pha này không đi được voi ba là bản lĩnh của mình đi tong đấy.
Ta không còn bản lĩnh gì đâu nữa đấy. Thên này. Đồ này cho con này. Rồng sẽ tác phụ thôi. Nhưng mà mình cần con bán thần anh em ơi. Cần con bán thần nữa. Mình bán sử con kia đi mất rồi. Mình thực sự cần. Này. Ê, thôi, bình tĩnh, Ilu là phụ, Nắc là chính em ơi. Thương này cho Omen. Cái gì đấy? Vẫn bố Nắc ám à? Ừ đúng rồi. Ok, Nắc có ulti một phát có chi hồn. Mạnh mẽ quyết nhỉ. Ok này. Nắc tìm quá. Thêm một tướng nữa, phải thêm một tướng nữa, phải lên 9 à. Bắn thần, bỏ con cát đi. Bỏ con cát là làm sao được chứ. Sao mình thường con gì con thêm. À con thêm. Bỏ con thêm đi, để hai bắn thần. Đừng đùa nhá. Cái này đúng không? Thế này chuẩn chưa? Thế này là chuẩn bài chưa? Anh em còn yêu cầu gì nữa không? Mình cần con voi ba. Lau liếc gì không cần nữa. Đúng không? Truy hồn nhá. Đúng không? Chuẩn chưa? Đúng không? Trách thương nhá. Một thương bắt đáy. Phải cần đáy ạ. Bắt đáy á. Xin người. Chưa có con voi ba nhỉ? Ma vội à, sống vội thật. Thì con này không chết vậy, chết đi. Con cắt sống lại trước, nhảy trước. Nhảy, đúng rồi. 5 con voi mà. Đây là voi 3 đấy anh em ơi, bây giờ chỉ cần con voi 3 thôi. Thêm một con tướng nữa thì mình thêm con Lily. Thêm hai con tướng nữa thì mình thêm hai con bán thần. Đúng không? Ừ, đúng không? Chứ voi mà. Ok chưa? Em còn đòi hỏi gì nữa, bây giờ sợ thương bắt nhỉ. Mày lại bên này, ok. Thương lại bên kia, ok. Sẽ đổi sang bên này nhé. Không cắt thương đáy. Ê, lại bắt đáy, không được. Không cắt gì nữa, bắt đáy thôi. Thế này cho yên tâm. Đó này chuẩn bài rồi. Rồng thổi luôn, Ilu ulti luôn. Thên có 20 mana. À ừ có 40 mana. À 20 mana. Cát nhảy được phát nữa này. Ilu nắp cót. Phát trong tim là chữ. Thế mình bỏ con thên đi em nhỉ. Bỏ con thên đi lấy lại nguyên tố nhỉ. Ilu vẫn ulti được một phát. Bỏ thên đi em. Nguyên tố. Nguyên tố cần một đi rắc này, phải lên 9 này. Bởi vì eco à? Ờ, ok eco đi. Không một tí nhá. Hay tí. Nụ cười của ác quỷ anh em ơi. Ê giời ơi. Không được đâu cáo ơi. Không được đâu cáo ạ. Ơ, có mặt nào ở đây? Không đổi à? Bắt rồng mình bằng đến chết à? Cáo phết nhờ. Ê, bạn này cũng quỷ quyệt nha. Insidious nha. Quỷ quyệt nha. Trôn quả đẹp mà. Ulti một phát, ok. Này, không còn gì mỹ mãn hơn nữa rồi. Đánh thường là chết rồi. Mà cũng quỷ quyệt đấy. Ơ, mình tưởng bạn đấy định chạy đẩy con teo sang đây để bạn đấy đẩy con Malok sang đây hay là cái con gì cầm thương sang bên đấy thật cơ. Xong bạn đấy vẫn để nguyên ạ. Ai da, cáu ghê.
mua Azenka này về nhỉ. Chẳng ai biết trước trước sau này chưa đi rắc này. Bây giờ mình eco lên 9 thêm vẫn ngon hơn nhỉ, hay là lấy thêm pháp sư nhỉ, lấy pháp sư rồi con Illu mình ulti ok hơn. Nhưng mà quả vừa mà bắt con rồng đi là con Illu mình không ulti được này, cũng hơi tăng go. Mình để hết ở giữa đi à, thế mình không thèm để con rồng này mình thổi đẹp nữa, con rồng mình thổi xấu cũng được, nhưng mà con Illu mình phải ulti được. Phải là một con Illu ulti được cơ, nhất quyết là vậy anh em ơi, nhất quyết là vậy. Thảm quá, tìm mình nó ngừng đập mấy nơi thì mình ngừng đập nơi anh em ơi. Gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Ê, các bạn chơi mình à, bạn chơi mình hả các bạn ơi? Gì đây, sao có cái chuyện gì đang xảy ra đây? Để hết vào giữa này đi. Diu đây, Malok ở đây, Azenka ở đây. Tên là không thèm bay đi cũng được. Azenka ở lại một tí không? Không, không chọn lại đâu. Đứng ra đây. 10 trên 9. Tôi gáy luôn. Trận này tôi không top 1, tôi làm con chó. Tôi gáy luôn. Phải 11 tướng. Thế thì chắc chắn là thêm một nguyên tố này. Chắc chắn thêm được 3 nguyên tố vào này và một kẹp con thêm này. Đúng không? Bây giờ 3 nguyên tố đúng không? Eco phát lên 9, tìm một con nguyên tố nữa. Đúng không? Là đủ 4 nguyên tố. Ôi dồi, đội hình nó hoàn thiện. Nó hoàn thiện nhầm. Sách thánh cho con Von Cát. Không có. Nakot ulti luôn. Ok chưa anh em? Không phải bây giờ thì là bao giờ. Không có cái đội hình nó hoàn thiện hơn này nữa đâu. 40 vàng 24 máu kéo đi luôn đấy chứ nhỉ. Đây bạn này thích chơi bắt đáy đúng không? Cho bạn bắt đáy, bạn thích bắt đáy đáy quái thì bạn thì bắt đắt. Bạn bắt cái quái gì cũng được. Teo à? Bạn thích bắt kịp quái gì bạn bắt đi. Bạn bắt đi, trời ơi, bắt hết đi, là cái quái gì cũng được, cản tôi lại đi. Hãy cản, cả già thì con Teo là bắn ghê đấy. Chết rồi, mình làm chó rồi anh em ơi. Ê, chết bà luôn. Gáy sớm quá. Chưa thua được. Chưa thua được. Chưa được làm con chó đâu. Các bạn ơi, mình chưa phải là con chó. Ôi, có thể mà, có thể có luôn mua mà đúng không? Đúng không? Vẫn có thể có luôn mua mà đúng không? Có thể có luôn mua mà đúng không? Ê, anh xin lỗi luôn mua nhá. Quay lại với anh đi, anh không đùa đâu. Ê, anh không đùa đâu, Lumbu ơi. Đừng, quay lại với anh đi. Đừng. Cái quái gì thế này, teo ba rồi. Cái gì này, mà lúc ở thì thêm ba, teo ba này. Ok, quái gì vào con chó rồi. Ui, sao đáng sợ này. Cái gì đây, sao đáng sợ thế. Ôi ôi, làm con chó rồi. Ừ, mình là Illum 1 nữa, ở đây Illum 1 nữa. Sao mà mình thắng được thằng cu này bây giờ. Mình cũng tìm thêm. Ôi ôi, làm con chó rồi, ôi ôi. Má cay mà. Ây nhá.
Ê, quý vị, mình đây là kết thúc rồi á. Thì cứ trên thì hãy like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn có thể chuyển giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.